À, xin chào các bạn, hôm nay lý cô tô tổng thức chúng tôi sẽ giới bạn một cái mẫu bồn tiểu nam của cô tô mang cái mã hiệu là c ba một hai ba bảy dc đây là mẫu bồn tiểu cảm ứng dùng pin của thương hiệu cô tô à, ngoài cái mẫu dùng pin này thì các bạn có thể sử dụng thêm cái lựa chọn đó chính là sử dụng điện có mã hiệu là c ba một hai ba bảy ac thì sử dụng điện thì nó sẽ sử dụng điện hai trăm hai mươi v còn nếu mà dùng pin thì nó sẽ sử dụng pin bốn a và nếu mà các bạn sử dụng những cái dẫu bổ dùng pin này thì trung bình thì khoảng tầm 6 tháng đến một năm chúng ta sẽ thay pin một lần và thay pin nó cũng cực kỳ đơn giản và mẫu bồn tiểu này thì nó thiết kế với chiều cao của bồn tiểu là 90 cm còn chiều rộng là 34 cm còn chiều sâu là 36 cm và sản phẩm này thì được bộ bảo hành 2 năm và hiện tại được bán tại đại lý của Tô Tuấn Đức. Để các bạn tự mua sản phẩm này có thể liên hệ vào số hotline hoặc là truy cập vào xa tdm.vn đặt hàng trực tuyến. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại.